Tôi nói thiệt với tất cả bà con ở đây, tôi nay 91 tuổi rồi, tôi chưa có từng thấy ba thời kỳ chưa có cái tình trạng mà ủi nhà lấy đất tàn sát nhân dân. Không có, chưa từng thấy đốt nhà. Đốt nhà chứ chưa từng thấy đốt nhà. Lúa khóc người ta hay không? Gạo gì á? Tại ơi tôi nói nó ủi tanh bành hết này. Heo. Cắt hết á. Bắt gà bắt heo. Cho bắt gà bắt heo. Cái nhà thằng cháu tôi thằng Thái Dân Thiện đâu rồi? Mấy con gà, mấy nhà con gà. Còn ba bữa nước xích chuông nè. Còn mấy lợi á, năn nỉ, nó đổ quân xuống heo. Mấy trăm ngàn quân nữa. Cái nước gác hết. Cái năn nỉ nó ngày mai anh cho hai bữa nữa cho tôi bán hết gà bây giờ. Rồi làm gì làm. Nó ừ. Nó ừ cái nó đi một vòng cái nó kéo lại cơ giới xe bịt bùng gì không nó kéo lại cái không tha không thanh nó la lên cấm bị bệnh bắt đầu đó, nó gom gà lại nó ủi nó mất nó chôn chờ ở đó nó tàn sát nó bắt đầu nó ủi lại gà nó bắt heo nó chở đi chờ ơi nó chở đi nó đốt nhà nó bắt rồi chứ đốt nhà à hàng đó đốt nhà ai đốt ba nó đốt à. Chồng đốt hay là chính quyền đốt cũng phải nói rõ. Chính quyền nó cưỡng chế là tôi nó cưỡng chế là nó đó như các ông bà chính quyền hồi 75 hay là sau này nó rõ tôi biết không sao Việt Nam trời đất cái công sản không sao Việt Nam nè chính quyền như nó còn quà hết chính quyền để không chính quyền không sao Việt Nam rõ chứ giờ chính quyền cộng sản Việt Nam nó ủi nó ủi tôi mới nói vậy nó biết nó là đâu nó 75 thì nó chứ 75 ai biết được đâu nó gom lực lượng lại xin nó nó chịu thấy không nó cưỡng chế mình thấy không không la nó la lên cấm quay phim chụp hình cấm người qua lại nó bắt đầu nó tàn sát nó ủi mấy năm rồi bác mấy năm rồi 2009 mấy năm rồi 2009 2009 đó là thời của ông bà sau đi nghĩa chứ không phải gì đâu ông bà à sao ông nghĩa tôi mới nói chứ ông bà còn được